16 năm gắn bó với công việc hướng dẫn viên tại các điểm di tích chiến trường Điện Biên Phủ. Với chị Ngô Thị Lai, công việc này đã đem lại cho chị nhiều trải nghiệm đáng quý. Khi mỗi câu chuyện, thông tin lịch sử được truyền tải thành công, nhận lại những tình cảm của du khách mọi miền Tổ quốc dành cho Điện Biên, cũng là lúc chị cảm nhận được rõ hơn giá trị công việc của mình. Thì mình lúc nào cũng rất là tự hào và mình đặt trách nhiệm của mình rất là cao, bởi vì mình là người đang truyền tải, truyền lửa tới tất cả trong lòng du khách mà khi nghe người hướng dẫn viên chia sẻ. Chính vì vậy mà người hướng dẫn viên chia sẻ phải bằng tâm huyết và bằng trái tim của mình để làm sao mà phải thắp lên được cuộc chiến Điện Phủ năm 1954 để tất cả mọi người đều phải biết ơn lịch sử, biết các liệt sĩ. May mắn được gặp nhiều nhân chứng lịch sử, tiếp cận với những tư liệu quý về chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng dẫn viên Nguyễn Thủy Dương luôn mong muốn được đem những câu chuyện ấy truyền tải đến nhiều người dân và du khách để họ hiểu rõ hơn về chiến thắng lừng lẫy 70 năm về trước. Bên cạnh những thông tin về diễn biến, nhân vật lịch sử đã thuộc, chị còn tìm tòi, sưu tầm những chi tiết đắt giá, những câu chuyện cảm động từ nhân chứng lịch sử để bài thuyết minh thêm sinh động và truyền cảm hứng. Mỗi di tích thì đều chứa đựng những cái giá trị tinh thần, nó là những cái giá trị mà cả thế hệ các cha ông của chúng ta đã dày công xây dựng và vun đắp. Thì hàng ngày giới thiệu cho các du khách đến từ mọi miền trên Tổ quốc thì qua cái phần giới thiệu cùng kết hợp với tham quan thực tế tại di tích thì là du khách sẽ cảm nhận, thấu hiểu và trân trọng những hy sinh mất mát của thế hệ cha ông đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để chúng ta có được độc lập tự do như ngày hôm nay. Công việc hướng dẫn viên lịch sử đòi hỏi nhiều yếu tố như kỹ năng giao tiếp trước đám đông, nắm bắt tâm lý người nghe, khả năng giải quyết tình huống linh hoạt, khéo léo và đặc biệt là phải có kiến thức chuyên sâu về văn hóa, lịch sử của địa phương. Chính điều này đã thôi thúc đội ngũ hướng dẫn viên tại các điểm di tích tham quan trên chiến trường Điện Biên Phủ không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng để thực hiện tốt nhất vai trò của mình. Thì bản thân chúng tôi cũng đã luôn nỗ lực để có thể trau dồi kiến thức về chiến dịch Điện Biên, đó cũng là nguồn tư liệu để chúng tôi có thể đưa những thông tin mới lạ và hấp dẫn để du khách tham quan có thể hình dung một cách rõ nét nhất, cũng như là như được trở về với những cái chiến công lịch sử hào hùng của cha ông ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Công tác hướng dẫn viên cũng như là đón tiếp du khách tại các điểm di tích thì là một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng và chúng tôi rất là quan tâm tới đội ngũ này. Đội ngũ hướng dẫn viên thì không những có nhiệm vụ là giới thiệu về các cái điểm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ mà là còn là những cái đại sứ du lịch giới thiệu tuyên truyền về quảng bá về các cái nét văn hóa dân tộc cũng như là các cái đặc trưng của tỉnh Điện Biên. Và để đảm bảo cái lực lượng hướng dẫn viên đón tiếp du khách tại các cái điểm di tích thì chúng tôi hàng năm đã tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng hướng dẫn viên để nâng cao về trình độ kiến thức cũng như là những cái kiến thức chuyên sâu và các cái kỹ năng như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử thì sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của du khách trong khi mà đến với Điện Biên. Các hướng dẫn viên đã hướng dẫn rất tỉ mỉ và cô đọng những cái lịch sử mà cha ông đã để lại, và chúng tôi qua những bài hướng dẫn đó chúng tôi cảm thấy rất tự hào về dân tộc Việt Nam chúng ta đã giải phóng và chiến thắng giặc Pháp để mang lại hòa bình cho đất nước. Đến với các điểm di tích tham quan tại Điện Biên Phủ, các hướng dẫn viên trong muôn sắc áo cóm dân tộc Thái duyên dáng nhiệt tình hướng dẫn du khách, làm cho hình ảnh Điện Biên thêm đẹp và đáng nhớ. Những người kể chuyện Điện Biên vẫn luôn thầm lặng góp sức để mỗi người dân không quên giá trị của lịch sử, luôn tự hào về truyền thống bất khuất, kiên cường của cha anh để làm nên Điện Biên Phủ lừng lẫy.